Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 29 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chủ đề của cái phần 29 này là Âu ta li ya trang phu sinh cao y tiền chiếu chiếu mị. Âu ta li ya trang phu tức là người chồng, người Úc. Âu ta li ya sinh cao y tiền chiếu chiếu mị tức là chiều cao của thân thể, gọi là sinh cao thì Việt là chiều cao là y tiền chiếu chiếu mị là 1m99. Thì sau đây xin mời mọi người nghe mình đọc trước một lần để xem mà mọi người có hiểu nhiều không, rồi sau đó rồi mình sẽ tiến hành giải thích và chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé. Thầy Lĩnh Trư sư Yue Nán Rễn, jin nian 32 suy, ta de trang phu sư Âu Đa Li Ya Rễn, jin nian 40 suy. 他们是 2017年 在网上认识的， 但是他们第一次见面后 就成了男女朋友。 她的丈夫的身高是 1.99米， 因为他太高了， 裴林芝和他在一起的时候， 很多人都会看他们。 现在他们的儿子已经八个月大了，一家人非常快乐。 Mọi người nghe và hiểu được nhiều không ạ? Thì bây giờ mình sẽ giải thích cho các anh chị nha. Như vậy cái tựa đề là Âu Ta Li Ya Trang Phu tức là người chồng người Australia đó, tức là người Úc, sinh cao y mì chiều chiều và giải thích đây 1m99, mình không có nói là y tiền chiều sứ chiều mì, không nói như vậy. Cái phần lẽ đằng sau thì nó sẽ nói là 1.99 米. Thầy Lĩnh Trư sư Duy Nạn Rễn, Thầy Lĩnh Trư là tên riêng, Thầy là họ Bùi, ai họ Bùi thì dùng từ này. Thầy Lĩnh Trư là Bùi Lâm Chi. Mình không biết là cái người này ở đâu, nhưng mà này cái tác giả người Trung Quốc mà viết như vậy trên một cái trang web đó thì mình mang về và dạy lại, hướng dẫn lại cho mọi người thôi. Mình không có sửa nội dung, không biết là ở Việt Nam có người nào tên là Bùi Lâm Chi mà lấy một người chồng Úc 1m99 không thì mình không biết. Cái này mình chỉ là lấy về mà mình đọc cho mọi người nghe thế thôi, còn nội dung có đúng như vậy không mình không biết nha. Rồi, Thầy Lĩnh Trư sư Duy Nạn Rễn Bùi Lâm Chi, Lâm nó cũng là họ Lâm, Lâm là rừng á, là người Việt Nam, chí nạn san sử ở xê, năm nay 32 tuổi. Tha thờ trang phu xưa Âu Ta Li Ya Rễn, chồng của chị ấy là người Úc, chí nạn sư sử xê, năm nay 40 tuổi. 他们是 2017年在网上认识的. Họ, là 2017年 là vào năm 2017, là thời gian trước, rồi mới đến địa điểm là 在网上 là ở trên mạng, rồi 认识的 là quen biết. Như vậy là vào năm 2017 họ đã quen biết nhau trên mạng. Rồi, tan sư tham mình ti ý sư chen men hô, nhưng mà sau lần đầu tiên gặp mặt, ti ý sư chen men là lần đầu tiên gặp mặt, ti ý sư chen men hô hay là chen men gì hô cũng được, sau lần đầu tiên gặp mặt chưa sẵn là nản vì phẫn dồ, thì trở thành bạn trai bạn gái của nhau, nản vì phẫn dồ, trở thành người yêu của nhau. Tha tờ trang phu tờ sinh cao sư y tiền chiếu chiếu mỹ, chồng của chị ấy chiều cao của chồng chị ấy là 1m99. Tha tờ trang phu để tờ sinh cao sư y tiền chiếu chiếu mỹ, yên quê tha thai cao là bởi vì anh ấy quá cao. Thầy Lĩnh Trư hở tha trai y chỉ tờ sử hô, khi tờ sử hô mình dịch làm sao dịch lại, tức là khi khi chị Bùi Lâm Chi ở bên cạnh của anh ấy. Thầy Lĩnh Trư hở tha trai y chỉ tờ sử hô, hành tố rẫn tô huê, hình tố rỉnh là rất nhiều người tu huy đều sẽ khan tham minh là nhìn họ, đều sẽ nhìn họ. Xem trai tham minh ta ở chưa, bây giờ đứa con trai của họ dì chiên là đã ba cơ duê ta là đã lớn được 8 tháng tuổi rồi. Y cha rỉnh phải sẵn cao xiên hoặc là y sẵn khoai lơ, cả nhà đều rất là vui. Mình đọc lại một lần nữa cho các anh chị nghe nhé. Thầy Lĩnh Trư sư Duy Nạn Rễn, chi nạn san sứ ơ xuê, thá thờ trang phu sư Âu Ta Li Ya Rễn,
今年14岁。 他们是2017年在网上认识的， 但是他们第一次见面后就成了男女朋友。 她的丈夫的身高是1.99米， 因为她太高了，陪邻居和她在一起的时候，很多人都会看他们。 现在他们的儿子已经8个月大了， 一家人非常快乐。 Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 29 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Nhớ đăng ký để nhận thêm những thông tin mới và cho thêm một like. Xin cảm ơn.